Gì hả? Đầy luôn hả? Ôi! Là gì? Là gì? Yeah! Trời ơi! Từ từ để con thọc tay vô con sướng không ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn. Bữa nay mấy chú cháu mình sẽ thực hiện một cái clip. Clip gì Phong? Clip cuộc chân xin tổng ở trên bờ. Đúng vậy. Cái thử thách này rất khó khăn nhưng mấy chú cháu mình sẽ cố gắng làm nha. Rồi tụi con sẵn sàng làm một cái thử thách này chưa? Dạ rồi. Nếu rồi giờ tụi con bắt bầu đi hay bầu cũ nè? Bầu cũ đi rồi. Bầu cũ phải không? Rồi cái kiểu này chắc đói ăn ké với mấy thằng tao nữa là chứ gì. Chứ chắc rồi bạn ơi. Chứ chắc gì khác, trên bờ khác. Nhìn là biết rồi. Trên bờ thằng lùn thằng anh cao hiểu. Là hiểu rồi. Anh hiểu. Chưa chắc đâu. Mình đừng có nói vậy. Lỡ mình nhịn đói ăn chung với ta sao. Chưa chắc đâu. Chừng mày không có ăn nào đó. Ủa? Hả? Nghe thì thiện nó khẽ con ha. Hồi ăn riêng đi. Ăn riêng hả? Dạ. Riêng. Trời tao bắt 50 con cá lóc nè em lên. Mua chợ chứ đâu. Rồi bây giờ mấy chú cháu mình tiến hành làm nghe tụi con. Dạ. Rồi bây giờ dạ, thôi ở đây nắng quá mình vô đi. Cái chòi này đi. Vô cái chòi cột cái chân lại đi. Ok quá. Ok đây chưa. Chỉ có tay mình còn bông dây này thôi. Đây. Cái bao mà mấy chú cháu mình đã chuẩn bị. Dạ giờ lên. Mày thân vô nào. Rồi sao thân vô nào, nghịch vô nào nói. Thôi không vô phải. Nghịch vô chơi. Thôi, chuyện là lụm. Cuộc hời nó gãy luôn mất chú giờ. Gãy ra nè biết không? Đã một tay dưới sông nó khó rồi, giờ cục chân anh bờ không biết sao nữa. Nếu các bạn muốn biết sao thì các bạn hãy theo chân mấy cháu nha. Đi đi. Ê, ê khoan. Chưa. Theo chân mà, theo chân. Theo chân. Dạ, muốn, muốn. Để nói theo chân, muốn. Chị Kê ơi, nãy đem đi cái túi gì kìa hả? Dạo. Túi dạo. Thấy cái miệng này thấy không? Ở dưới đây thêm có cái miệng nữa. Thấy gung rồi. Thấy không vui đó. Chút về cháu tốn tiền thuốc đỏ à. Thuốc đỏ làm gì? Thì té. Mày té dài té. Rồi đi chưa? Đi 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 đi. Từ từ. Từ. Đi theo. Luôn đó vậy. Rồi, cái gì vậy? Rồi, để tao xin biết chưa. Thôi mò đi. Rồi xuống xuống. Thôi mẹ, héo, quanh kia mẹ kiếm coi thử có cá không. Em dài. Để anh kêu anh kiếm bắt cá. Thôi mà đi đường này đi. Mấy con bực mình cái giò này chứ. Thấy tao bước thì mày bước đi. Toàn là đi sao thích anh không à. Lẹ đi, lẹ đi. Lẹ. Chụp con rồi. Mương này bự chút cũng được thầy. Có con nào chưa? Con mương này nhỏ quá, mình kiếm mương bự quá. Rồi đi dưới kia đi, dưới kia mấy con nó đi xuống dưới kìa. Rất là nhiều. Mập đen. Lên. Lên. Trời ơi, anh Phong ơi. Thấy cái tay dễ hơn cái giò luôn á. Đừng có dịch cái quần, hỏi tụ khi bây giờ nè. Bò nó chết đi. Hiếu mày đi cho đều bước ơi, để tao đếm nè. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vô, vô. 1, 2. Phong, Phong, có khi nào 3, 4 anh không? Không, thôi tao phải cầm cổ đi cho nó sướng. Chị Kê ơi, cái mương này chắc có cá nè. Coi coi có. Xuống coi cái mày. No! Lên! Lên! Lên đi chị Kê. Lên game đi xuống. Ai, chứng dịch. Trời ơi, đang mò cá này bị lại gì thì kia. Cá đây quá trời luôn nè. Ơi, con này có cá nhiều lắm kìa. Có cá nhóc luôn nè. Nhóc ơi, có cá nhiều lắm kìa. Anh mới đầu nói em tiếng. Anh làm nhìn kéo lết lết lết. Biết rồi. Nè, à, đúng rồi, đi đều bước vậy nè. Nè, à, đây có cái hang nè. Ê, dưới kìa, dưới kìa. Quên, quên, quên. Tao tưởng có cái chân của tao à. Em muốn đáp hơn anh. Vụ gì? Chờ anh nè. Đó. Thì kẹo bắt được một con cá rô mặt kìa. Ok. Vô. Nhưng mà thử kìa. Có hồn heo? Dữ lắm rồi. Không. Thiệt. Đâu. Cô ta vô lẻ nè. Có không? Dạ có. Không có. Ơi có. Ê
bên đây có cái hang nữa không chị Kè? Có sình đúng rồi. Kì vậy. Bên đây có không con? Có. Có. Con ốc chết. Kì vậy, hết luôn rồi. Mày đi theo tao nè. Mắng quá tôi chết tao luôn rồi. Đúng là khó khăn. Tiếp. Để bẻ này coi. Rồi, đi lên. Chiếc này bắt cá là phải lợi hại hơn mấy này. Sao này giống cái còng cột, cột hai thằng cục nhân vô cái vậy? Để xuống đây này nha. Cái này sao khó ăn quá ta. Bây giờ một nhịp. Ê, lộn đó. Ma này con rất là thông minh. Đây, từ từ. Rồi, tấn hai bên hả? Giống mình đặt cái lời quá. Đó, vô đây là nằm em ngu mắt gửi liền. Ừ. Mê lý thuyết thì hay lắm mà thực hành coi cho Út coi coi. Chở giò đừng có đạp lên bao nha. Chưa khoan. Rồi lên. Rồi nó xúc cái bao đi luôn rồi. Ê, vậy xúc đi mày? Xúc không đi. Đi về tao đứng nhìn mấy đó coi bắt có cá không. Giờ mày nhất trí một cá đi. Giò nào trước? Giò có dây trước. Rồi nè. Đi. Rồi. Một, hai. Đưa mày trước rồi. Trời ơi, thật là vãi trưởng. Khó bước gì đâu á. Xong cái thử thách này chắc gì nha. Chặt dục giò luôn á. Từ mày. Rồi mày ở trên bờ đi, tao dưới đây cho. Lết giò theo nha. Rồi lết tới. Rồi tới. Kéo mà té luôn. Thì từ từ cũng phải té thôi. Chị tay chốt. Đi bộ coi. Từ. Thôi thôi này khó khăn quá, đem xuống đi anh. Rồi xuống. Xuống. Rồi nha. Nam mày đi đàng hoàng coi làm gì tao ghiền cũng chết luôn nè. Thấy đường con nhỏ không, sao đi cùng cùng được. Út ơi. Hả? Giờ dở cái lập này lên được. Cuối cùng cũng tới à. Có không? Có một bao nước luôn vậy. Cuộc cái giọt có hai tay khỏe hơn á. Giờ đi lên bờ đi, tao gịch này lên bờ luôn. Sao Út thấy nước không vậy? Dạ Út ơi. Chán gì nước nữa. Cái gì nó cũng phải có cái kết cuộc. Cái cuộc kết cuộc bi thảm của nó hả? Rồi buông. Ê. Đó. Ê. Đó đó. Út thấy có một con cá rô. Rồi. Nó nó nó. Rồi lên nào ơi. Ê đây con nè. Trong đây nhóc luôn nè. Mày lỡ đâu có đường gì kì vậy? Gì vậy? Được 3 con. 4 con. Ôi. 4 con siêu bự, 5 con quá. Được có 4 con như xíu xíu. Nam ơi, mấy đứa tắm kinh vừa chú tắm ơi. Thôi đi, để hang tao nhảy cặp cho tụi bay coi nè. Xuống. Ở đây có cái mương nè tụi bé ơi. Xuống té nó mày. Để mấy tao ké chung với mày. Tao ké luôn. Dạo này hẳn hẳn. Đó. Đi. Đi. Thôi. Xuống đi. Coi chừng đạp lục bình của người ta nghe tụi con. Dạ. Hên hên mấy chú cháu mình mò mấy mương này coi chừng có cái lóc luôn nè. Mò đây nè mập. Ê cá rô chảy rồi. Cục ơi. Ê, gì á? Cái hang nhóc luôn lấy cho tôi lẹ. Đây nè, dữ lắm rồi nè. Có lần. À, không phải gì đâu. Để tôi cho làm gì? Đây, có cá lóc nè. Đây, để tao bắt cho. Hên này, hên này. Đâu ai, đâu ai. Còn có chà bá em đây nè. Nè. Ê, sảy ơi. Cá gì vậy? Sảy rồi. Cá lóc chà bá luôn. Trời ơi, đã hang. Hên. Hai cái gô luôn. Sảy không ơi. Đâu? Ôi. Cái gì mà nó la quá trời la rồi. Hai thằng ngồi chỗ coi mày làm gì gịch gịch vậy sao mày ăn banh nè. Gì banh banh gì? Banh nè. Con gì hả? Cá rô dữ lắm. Ôi. 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 Ủa có gì nè. Ôi. Wow. Cá rô bự kìa. Wow. Quá trời xì ke quá hay. Xì ke dở quá trời luôn. Vô. Vô mánh rồi. Quen bậy luôn đâu. Ủa sao con không đâu. Thấy gì con gì hết hả? Qua đây nè. Qua bên cỏ nè. Ôi ơi.
gì mà ọc ọc hả? Nè. Ôi, rồi xảy ra rồi. Trời ơi. Wow. Nè em cho mình kéo về con anh em. Không có đâu. Bạn này hiểu. Bạn thì. Rồi lấy tay héo, lấy tay héo. Nè ốc. Đâu. Rồi xảy hai ba con hoài luôn nè, thấy không? Ôi con kìa, con cá hai nó bự mà nó mập kìa. Nè. Đây. Rồi. Xảy luôn ông ơi. Bắt ra từ từ chứ bắt không được rồi. Khó hồn mà nó nôn dữ rồi ta. Nguyên một hang luôn. Lẹ theo đi ra cái này nè. Lẹ liền. Con nam theo lệnh như mang theo cái gông. Nó không có làm gì phụ hết trơn. Nó đang phụ em đang nghiên cứu quá trời luôn nè. Nè Lam ơi. Ui cá nó mập kìa. Ui không. Không có lóc heo. Cái hàng này làm gì con mọt hoài không? Không bộ còn nữa gì không? Còn nữa anh ơi. Nè. Ui. Ui. Con có chà bá luôn. Mình còn nước nó đục như thế này là nó sẽ chạy lên nè. Ồ, cá gô đang ngon ngon không ta? Cá rô bự không ha? Dạ. Ê, Út nói thiệt không? Gì vậy? Cá gô đây nè. Cá đây mò dễ quá ha. Dễ lắm Út ơi. Dễ xảy. Trời ơi. Cái nước nãy giờ mấy chú cháu mình quần á, bây giờ nó chúi xuống hết. Nè Út, con này không bự con mới sợ nè. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Ghê hả? Đâu? Đâu? Đây nè. Tại đây. Ui coi nè. Hết biết rồi. Hồi nãy giờ toàn là kỳ tích không? Coi nè. Sao? Bự nữa hả vậy? Trời ơi. Bây giờ nó bắt đầu, nó ra chuối ở ngoài này. Nè. Cái này giờ cho nè, em đi mò. Thôi thôi, mày cầm cái túi đi. Để lát nó rớt xuống cái lo mà mò tiếp à. Ở ngay chỗ Hiếu Mập với Hồ Phong hồi nãy giờ có cái hang các bạn. Đừng có tham, ra đây xảy á. Hang sâu không hồi nãy giờ tụi con móc hoài à. Hang nãy cứng luôn á. Đã hang lâu lâu gặp được cái hang. Im hiểu rồi. Nữa hả vậy? Giá con nhiều lắm. Ừ, rồi trúng mánh luôn. Mấy con chim cóc này nó xuống cái ao nhỏ xíu vậy là không còn con nào. Hiếu. Gì? Công nhận mấy này nãy giờ bắt hôi của mình hơi bị nhiều nha. Không biết nào hôi hơn nào nha. Tiền ơi, tao nghĩ mày lớn mày hôi hơn hay nó. Lộn lộn, tao nói là bắt hôi chứ không phải hôi. Ui. Gì còn? Tam tam tam. Một em. Không có chạy với bốn. Rồi, con sầu với Hiếu Mập no luôn rồi. Có cái hàng một. Cái gô nữa. Wow. Chà. Anh không nói cái gô, ta tưởng là cái chốt cái gì không á. Đi rồi, đi đi đi. Rồi bây giờ nó vướng chùm chùm lại rồi. Anh đi một bên đi. Nè mà chu qua cái khẽ hán của thằng Hiếu nè. Thôi, anh một bên đi. Anh ơi. Sao vậy? Con. Tại hán rồi. Xuống xuống xuống. Heo. Nè, cầm đây. Từ thôi, coi có cây không? Coi chừng cây với biển nha anh em. Bây giờ xuống cái mương bự này bắt luôn các bạn nè. Cái bầy chim cóc này nó xuống nó mò. Cái gì vậy? Tưởng đâu bắt được con gì vậy chứ? Hai con. Cái gì vậy? Cái gô. Sao? Ờ cá đây cũng mập hết tụi con. Mở ra đầu cái nó phóng hết luôn. Hả? Ôi. Quang không? Cái này gì? Cái nó cái gì á? Đâu? Đâu? Im. Im im. Đâu? Ông ơi, cá lóc ơi, con mới đụng luôn. Hai ba con luôn. Con gì? Ui. Cá lóc. Đã hả? Ơi, ra ba con rồi. Trời ơi. Trời ơi, chặn chặn đâu kia. Dưới tài, đừng có họ tay vô. Hàng cái gì không? Hai con luôn. Ồ, cá lóc. Tưởng đâu cá lóc tỉnh chứ. Còn con. Ôi trời, tức á. Ồ, cá lóc này nó cũng... Gì vậy? Cá gô. Con bay luôn đi mày. Rồi. Gì dữ vậy? Dữ mày. Nè, cá. Ôi, xảy cá lóc luôn rồi. Từ. Giờ còn con gì? Còn con mà. Con gì vậy? Con cá lóc nhiều một. Quậy lắm. Nãy đụng nó. Thấy chú cháu mình động động cái đè cái nó bắt đầu nó chạy vô trong nè. Cái gì hả con? Cá bồ gì lắm. Gì hả? Đầy luôn hả? Cá bồ. Ôi. Cá chi. Ôi. Cá chi. Yeah. Ôi. Từ từ để con thọc tay vô con sướng đâu ơi. Sướng. Thọc tay vô sướng hả? Tự sướng hả? Rồi bắt ra đại đi, nó còn đòi thọc tay vô tự sướng nữa. Cái chè vô dứt cây. Chắc được nha, cứng nha. Ôi cái lắm xảy đâu rồi. Cầm cứng vô để xảy ổn. Nè. Wow. Phải địch luôn. Ướt luôn rồi. Ui.
Công nhận cái đè này dữ thiệt. Ê đâu cho mượn coi thế này. Thiệt không bắt đâu. Mượn coi. Không. Hả? Nhìn cho kỹ nha. Đâu? Nè. Vô. 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 Ê nói nghe nè, cho mượn coi cái ơi. Ừ bạn ơi. Coi cái hang coi. Khoan, để mò xong đi có cho mượn. Ừ mò hết cá luôn rồi cho mượn cái hang. Cho mượn thò vô cái tự sướng. Thôi anh Thiện ơi, đi ra chỗ khác đi. Mình quần quần chỗ này hồi mấy ông này cũng đâu cho mình đâu. Đi nè. Đi đi. Con cá rô nữa nè. Đâu? Cá rô sao đâm đầu vô bờ ta. Anh Phong tới ngay, giờ em cục rồi anh cộng đi. Ai chết đi. Cái gì cá chua quần. Cái gì cá vậy? Chua quần. Gì cá chua quần. Gì? Cá chua quần. Tao không ăn đâu. Rồi, cá này chui vô nắp luôn nè. Không ăn con nữa, cá chê nữa. Cá nữa hả vậy? Dạ. Đâu rồi ta? Trời ơi, hiếu với xì kè hên các bạn. Mấy này thấy khoái hay gì? Giờ mình phải móc. Giờ nó quần quá trời quần rồi. Có không? Một hang thôi mình tèn tèn như mấy Nhật vậy đó. Đụng không con? Môi cái gô ra không được luôn đâu. Mà trong nó có con gì nữa không? Có. Con còn cái chê nữa. Chị kè này láo nhỉ. Hai tay con ốp hai đầu thì nha. Mới được. Cái gô bự bự không anh, nằm sát cái mí hẩm hẩm á. Đụng không? Ừ đụng đúng rồi. Quá trời cá luôn, lấy hai tay đựng vô con. Từ nó. Nó các bạn nghe nó xào xào đổng thế à. Nó làm sột sột luôn. Ôi cá bự kìa. Ôi trời. Thiên thiên nguyên một ổ nè thiên. Thôi đâu. Cái tay út nè. Thấy chưa? Mấy con? Mấy con? Con nào đâu? Sao không cái hang đó mà không có con nào? Có cái hang đâu? Trời út đụng cái hang út đè mấy con cá rô lại rồi. Ok không? Mấy con? Cảm ơn ông nhiều không? Nãy giờ không nhờ Út là con đói luôn rồi. Càng dù mánh rồi nè. Đây ba con cá rô rất là mập luôn nè. Chồm tay hết luôn rồi. Quá trời cá trong đây luôn. Cái lỗ này nè. Ồ nó làm ốc ốc ở trong luôn. Nè. Ôi con gì á, con cá lóc cái gì á? Cá phi á? Con thái, cá lóc cái gì á? Đùng đùng đùng. Mọt thử không? À, rồi chạy rồi, Út có con tay bắt không được, bắt được con cá rô không à? Cá lóc hàng cá trê vậy chạy rồi. Đây nè. Đâm nhiều ta. Ôi, mày chụp nó không được đâm chứ. Ủa con cá rô đen thùn lùi bự ghê. Mình đi mò cá là mình thấy cái đè trong mình tưởng không có nhưng mà mình quằn đi. Mình quằn cho nó đục nước lên như thế này nè, rồi bắt đầu nó sẽ trốn vô trong những cái hang ở trong cỏ này. Ai rồi? Thấy cái gô luôn à. Tay cục mò đâu ta? Thôi là nói tay cục ra chứ nói cục tay là có chuyện nha nha. Tay cục với cục tay chứ có ý như vậy thì kìa. Nước khác chứ sao ý được mày. Tay cục là cái tay ngắn. Còn cục tay là cái tay mất tiêu hồn. Nhớ rồi. Đi theo em. Đi. Thiệt tình chứ, bộ cái chân rồi. Nó đi đâu là mình phải đi theo. Nè. Đây. Chị con. Thiệt không? Ê. Ê được cá lóc kìa. Con. Cá lóc nãy con bự lắm. Ủa cá lóc anh bự lắm hả? Sao không? Chà bá. Hả? Ai như mày nhớ xíu. Anh em ơi. Ghê năm lụm. Nó bắt được con cua. Quá nhiều lòng trong luôn. Úc ơi. Hả? Giờ cái này mình biết làm giờ quất trái màu à. Làm cho bự lên. Cái mình hớt dưới vậy nè. Đây nè. Anh biết mà chị ca. Cái gì hả? Biết hèn nó làm luôn rồi. Nãy giờ thiệt tình. Hồi nãy giờ tụi con quần quần ở đó mà không thấy được cái hàng của nó rồi. Nãy con mò tại hang nó cùng ngắn. Đề này quần tệ lắm cũng phải 1 ký cái. Ký cái gì? Cái lòng trong. Ui. Gì vậy? Đâu rồi? Đâu. Phát hiện. Đâu. Ê. Trời chảy. Ơi sao xảy được? Wow. Quá bự. Ê. Xảy giờ. Rồi, mở tụng ra nè. Quá đã, xảy nữa giờ. Trời ơi, hết xảy không ơi. Bao rồi. Luôn. Hay quá. Con vừa vô tưởng đâu có gì. Út nói dưới đây là sẽ có cá lóc mà tại sao tụi con mà không được. Quá sướng, quá sướng. Dục vô cho an toàn. Cô cá ăn rồi. Cá chê ngon hơn cá lóc à. Một con cá lóc, một con cá trê, hai kỳ tích cũng đáng kể ha. Cá rô bự bự không?
Ở bên này hình như có cái gì mà nó làm ọt ạt không? Trời ơi. Gì vậy? Cái lắm. Thử không? Ôi, để tao bắt cho. Né Út, né 130 ơi. Út bắt được con cá lóc rồi nè. Được không? Nè. Cái ông ơi. Trời ơi. Ở đây sao cá lóc quá nhiều luôn. Nè nè, Út bắt được con nữa nè. Cá lóc con không? Nè. À. Anh Heo, đi xin tới anh Heo. Anh đưa cho dài dài coi. Rồi. Để mở ra. Út ơi. Hả? Ông ngày đầu cùng con cái gì ta, ông bọng cái gì không dành cả tuổi thanh xuân luôn, dành cả tuổi thanh xuân nào ông bọng hả? Mấy con gì không ảnh vô đó mày vô. Cái thằng Phong này giống tên ngoan cố trong truyền hình quá, cả nào bắt quá được. Em có một có hai đâu đây, quẹt vô nó nhọn chết. Ủa con ếch nào đây nè, ếch con mày. Sao hỏi chui nó lại không? Chưa, lại chưa. Cà rô mà nó đào. Cái lóc đâu? Đây. Bỏ bị. Đây các bạn. Bỏ bị nè. Cà rô nè. Bỏ bị. Ôi, coi. Thấy không? Bây giờ nó chuối ở giữa đè luôn. Nó không còn vô mé nữa. Con mới làm sản khác luôn quá nha. Con nói gì đâu. Quá nhiều lòng tông luôn, lòng tông bây giờ nó bị ngợp xịn nó lên nè. Giờ mình sẽ bắt nó nha. Ê ông ơi, một con. Được không? Được nè. Con lấy cái tay con bơi bợ lên được mới hay. Nè. Nãy Út bợ lên được con. Đâu? Hay ta. Em vô cực. Ơ cái lòng tông chịu áo nè. Vậy lòng tông gì? Hay. Út. Hả? Vậy lòng tông gì nữa? Quá trời cái lòng tông mà nó bự vậy nè các bạn. Rồi đủ ăn cho tụi con, giờ mấy chú cháu mình về làm ấm thật nha. Dạ. Cũng được mớ luôn. Lên đây ơi. Từ từ má. Công nhận bữa nay ngày khám khá thiệt. Từ từ. Đâu thành quả của tụi con đâu, đưa đây coi. Đây. Đây. Đây quay. Đây Út coi vô coi. Ô rồi con cách đây bự nè. Wow. Ừ, cá cũng bự bự không. Rồi còn cái này, ôi cái này khỏi nói luôn rồi. Hết dở luôn. Được con cá lóc khá là to luôn. Đây. Rồi, Út tuyên bố nha. Dạ. Giải nhất hôm nay thuộc về Phong Xù và Hiếu Mập. Yeah. Yeah. Dạ không, dạ không. Giải nhì thuộc về Si Ke. Yeah. Giải ba hôm nay tự xử. Yeah. Có cá ăn rồi. Rồi. Rồi, bây giờ mấy chú cháu mình đi chế biến món ăn nha. À. Dạ. Đi tắm cái chứ đi Út ơi. Đây đây. Giờ mình tắm vỏ cá sạch sẽ rồi mình lên mình làm thật như các bạn. Ông ơi, con hiểu bài chút. Hả? Ôi, thật. Chị phải xuống luôn. Hôm giờ mấy anh nhảy nè. Trời ơi, mình nhảy hoài không có cây nha các bạn. Ông ơi. Sạch chưa? Nhớ rồi. Ôi. Gì con? Đây anh em ơi. Dạ, ông nhảy. Cú đá của chưa có xa. Dạ đây. Nói chung bây giờ quá nhiều cá các bạn ơi, không thể nào một cái bếp mà mấy chú cháu mình nướng hết được, mình phải chia ra. Mấy chú cháu mình hồi mời bắt từ ở dưới kia, bắt dài theo mấy cái mương này lên tới trên cái hàng cây đó các bạn. Mày nướng lẹ đi cho tao kén cá chơi luôn coi, để cá chơi này không có dãy nướng chua nó khét mà. Ai cho nướng chung chứ anh là em không cho nên nướng đâu. Ở đây đây đi. Không cho thiếu nước cho tao nướng luôn. Nè. Wow. Cá rô mập mập không? Là năm lùng nãy bắt được con cua. Nướng chua như vậy là phải đen, cạo ra hồi là thịt trắng bóc à. Gì con? Trời nắng quá dùng che đã ghê. Con đem vô trước nghe không? Ờ, nướng chua rất là mau. Cái nướng dĩ này nó không cháy đen như cái nướng chua nha các bạn. Dĩ nướng dĩ này vàng là chính nè. Nè anh nhìn con này nè. Nó hơi, cái nó lửa. Con này nè các bạn. Ồ, con cá tê của Si Ke với Hiếu nè. Nước không? Quá đã luôn. Nó đẹp kìa. Mập ha. Dạ, nhưng mà nó cục ngắn nè. Con cá tê mập nó cục. Đúng không Hiếu Mập? Hiếu Mập cũng cục nữa. Si Ke cục cũng tốt rồi. Công nhận cá lóc này nướng vừa chín tới nha các bạn. Ăn rất là ngon ngọt nha. Đẹo, vừa chín tới luôn. Có cục thang luôn kìa. Sao anh Hiếu hớt tóc đẹp được dữ ta? What? Đẹp gì ba? Người ta mà mày nói đẹp được. Nghe kỳ không? Đó rồi nè. Được rồi.
Wow, wow. Nguyên đống than. Út, sao con? Cá chê là cái già ngon nhất con ăn đầu tiên. Đúng rồi, con cá chê rất là béo. Ui, có trứng kìa. Nam, mày làm cái gì mày ăn gụp gụp mà mày chưa mời ai hả? Em quên. Quên cho mày đi. Mời các bạn cùng ăn với cá với mình nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Xin mời các bạn chung với mình một miếng cá nha. Không ai ăn đâu. Rồi con ăn đi. Tí xíu nữa Út ăn. Thôi, mời cá đó mình chắc Út ăn rồi. Không ơi. Hả? Con không mời Út ăn đâu. Ờ đúng rồi. Dạ Út ăn đúng rồi. Thôi để đó đi. Đây nè các bạn, con cá lóc này, nướng chua, nướng chua như vậy nó mới ngon. Mấy chú cháu mình thích ăn nướng chua vậy đó. Hả? Bác ơi, nướng thịt ăn ngọt lắm. Đúng rồi. Quá ngon quá bây. Hả ha. Giàu quá đã quá. Con nào cũng mập lù. Cá của Thiện nó dễ nhìn đẹp quá ta, ăn miếng cây. Của mày cá đó mà sao mày không ăn, mày ăn của tao. Xin miếng làm dữ hả? Miếng ăn là miếng cờ tàn mà mày ăn thì dữ Thiện. Vậy đó, kệ tao. Anh em sống chung chơi đó dễ nhau. Xin có miếng cá cũng cho ăn nữa. Ôi cái trứng gì mà nó đã trời. Gì mày? Ăn đi. Qua anh ăn đi. Làm gì tụi bay giờ nó dữ vậy? Vậy mà hồi nãy mày giảng đạo lý với tao lắm. Anh em sống chết có nhau mấy năm trời sống chung rồi. Giờ mày nói đã vậy đó. Lên phòng xin mày không cho. Hồi nào giờ tao bộ với Sike tao không hiểu tính tình. Giờ tao đã hiểu rồi ha. Ừ đúng rồi đó. Sike láo ăn. Không phải là láo ăn đâu. Tao sợ tụi bay ăn của tao có bay chơi lên chơi xuống nữa mệt lắm. Ai nói làm tôi ăn no xong tôi nghỉ. Thì mày tối ngày ăn no nghỉ chứ làm gì. Hôm mới về đi với Hiếu mới thấy được Hiếu hết tóc gọn gàng quá ta. Ờ thế. Nãy em thấy Hiếu hết tóc gọn nè. Wow. Hết như vậy mới mạnh mẽ Hiếu ơi. Ý ba. Hết muốn ăn luôn rồi. Cá nướng chùi. Quất bậy con quá bà. Quất bậy hả? Quất cá gô chứ quất bậy con vậy không? Thôi mình cũng làm con các bạn ơi. Mời các bạn ăn với tụi mình nha. Út lột da, Út ăn được nào. Út con tay một sao lột. Đây, Út lột được. Đúng mốt, không lột dùm chó rồi. Mình được rồi, Út lột được, cảm ơn. Đây, con cá vừa chín tới mình lột được nè các bạn. Đó, sáng tươi à. Con cá nó bị khô. Như thế là xong. Không được. Út ơi. Gì con? Ăn mấy trứng cá này liếc lì. Trứng. Út ơi. Gì con? Anh không khóa trứng lắm á. Đây, các bạn coi nè. Cá mùa này nó có trứng. Đây mời các bạn cùng ăn với mình nha. Muối ớt chanh truyền thống của mấy chú cháu mình. Con cá rô rất là ngon. Trời ơi ăn gì ngon vậy? Đây nè, vậy mấy nguyên con nè. Vậy là bảy rồi nha nè. Nguyên con nè. Trời ơi, trời mất trứng luôn rồi. Tôi đã gà mà. Ê, ê, cái này gà không? Ê, ê. Hai cái. Mấy anh nào liền không có cái được á, nhìn em liền nè. Vậy cho nó an toàn không? Hay rồi, Nam này làm đủ kiểu không giống con nè. Sao tụi con thấy cái thử thách hôm nay sao? Vui không? Vui. Bữa nay em được vậy chứ buồn ghê. Làm gì mày đá xéo mấy tao vậy ạ? Tao đá xéo nào? Tao đá thẳng mặt không à? Nhất nhì bét gì tao cũng ăn chứ đâu có thua tụi bay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái dạ ít xẹo ăn không hoài không hết. Buồn ơi là buồn. Ờ mày không ăn hết đưa tao. Mày ăn đi. Nói cho đã hèn lát ăn mất kẹn em. Không móc ra giùm đâu. Tao ấy ngược nè. Nói chung là bữa nay Út nhận xét thấy thử thách hôm nay tuy khó nhưng mà tụi con cũng hoàn thiện tốt hết. Đã vượt qua. Vượt lên chính mình. Vượt lên chính mình ăn một trình. Thôi video của mấy chú cháu mình đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người nha. Bye. Các bạn thấy video này bá đạo không các bạn? Các bạn hãy bình luận phía dưới để góp ý những video bá đạo không nha. Nếu các bạn thấy video này hay, có tính giải trí, các bạn hãy cho mấy chú cháu mình một like, share, đăng ký kênh ủng hộ mấy chú cháu mình nha. Để cho mấy chú cháu mình có nhiều động lực làm những video bá đạo hơn cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Thôi giờ mấy chú cháu mình đi về nha. Yeah.